Điểm yếu con thì con hơi run run nhát nhát một xíu à, người con hơi nóng tính, cũng hơi khó tính một xíu, hơi tính gia trưởng một xíu à. Thiệt không? Dạ Nhìn con về mà gia trưởng hả? dạ như là con mong muốn như việc gia đình của con thì con đều sắp xếp hết à, từ em gái đến ba mẹ nào muốn đều phải thông qua hỏi ý kiến con có sự đồng ý với con thì Nhưng mà con có tham khảo ý kiến của mọi người xung dạ quanh có không? con để tham khảo, con Hợp tham lý khảo thì hết, con mới đồng hợp ý. lý Con con mới có làm quyết ạ. những cái gì mà nó không có đúng không? Tức là quyết theo cái cảm tính của Dạ con không không? không con sẽ mình sẽ trao đổi giữa với nhau, nếu mình hợp lý mình đưa kết quả hợp lý thì mình Ờ, sẽ chứ chưa thực bao hiện. giờ mà dạ con áp đặt người dạ khác đúng đúng rồi không? con không Như mới vậy tính là áp không đặt. phải gia Dạ trưởng đúng rồi mà cái đó là con tớ gánh tớ vác gia đình. dạ. Con là cái người mà gọi là chịu trách nhiệm, gánh Quyết vác, đoán. quyết Dạ đoán chính trong xác. công việc chứ không phải gia trưởng. Dạ Nhớ không? dạ Trời ơi hơi hố đó. không À, nói nghe nè. có nghe gì trơn. Coi bên đàn nữ tôi nè, trời ơi, nó dễ thương, nó giống như một cái bông hoa tulip vậy đó. Đi, này, này. Hoa tường vi chứ hả? Tường Ừ. vi. Rồi Rồi bây đó, giờ con qua nói mình xem cho nhà chú Linh gái nghe coi đi. Dạ, em chào anh Nguyễn à, Linh. chào em gái dễ thương. Xưng chú đi con 26 tuổi, nhỏ hơn bạn kia 2 tuổi Thì lận. người ta kêu Dạ. anh thì kệ người ta, mình Thôi, lớn người ta chú kêu bằng đi. cô Chú cũng đi. vậy, cũng trách nữa em Dạ. ha. Đúng không Dạ. em? Không, điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ, như anh Nguyễn Linh thì điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, có tính tự lập ạ. Bên đây cũng tự lập, bên đây cũng tự lập. Dạ, điểm yếu của em là tính hay thương người ạ. Ồ, dễ Nên thương. hay Thương bị người là được lừa. rồi, Ồ, ha. hay bị Dạ. lừa hả? Dạ. Ai lừa em? Dạ mọi người Trời ơi, mọi người là ai vậy? ạ. Thương người Nhớ giống như lần cho nào. mượn tiền này cái nọ đó rồi là không trả, thì Dạ. cái đó là cũng là một cái điểm mình hay bị mềm lòng á, những với Dạ. cái điều mà không đáng mềm lòng á. Ai mà nói lần nào lừa cô gái xinh đẹp dễ thương này ta? Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, mối tình chính thức thì em có một mối tình, Ừ. còn lại thì mấy mối tình chỉ mức tìm hiểu thôi ạ. Bao Ủa? lâu? Ừ. Dạ, gần 2 năm ạ. 2 năm hả? Dạ. Lý do chia tay? Người đó vì gia đình, vì trách nhiệm đối với gia đình nên chia tay ạ. À, Dạ. à, Ừ. Trời. rồi. Nhà trai cho nhà gái biết đi. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, em có lời chính thức là 3 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên em là ở lúc thời sinh viên. Rồi, mối tình Dạ, đương thứ ai cũng hai. có, mối tình Dạ, đầu đó. mối tình thứ hai em là làm bên công ty á. Ừ. Mối tình thứ ba thì em vẫn làm nhân viên, bạn cũng làm công ty nhưng mà gần đây em chia tay được hơn 1 năm rồi. Sau 3 mối tình chia tay đó mình rút kinh nghiệm coi mình thiếu sót điều gì nè. Nãy em nói là do em tính hơi gia trưởng xíu đó, hơi khó tính ạ. Đó, cái đó quan Dạ. trọng nhất. Dạ Trong tình nên. yêu mà nếu chúng ta gia trưởng quá thì người phụ nữ rất là sợ, giống như nãy chị Hồng Vân nói đó. Dạ. Mình phải giảm cái đó lại. Mình nhận ra được là tốt rồi. Ừ. Rồi vậy thì bây giờ để bên đàn gái nói trước nha. Em mong muốn cái người đàn ông của mình sẽ phải là người như thế nào? Thứ nhất là phải trưởng thành ạ. Ừ. Và thứ hai là chung thủy và có phải biết quan tâm vợ con và gia đình nội ngoại hai bên. Em sợ nhất ở người đàn ông là điều gì? Dạ em sợ nhất người đàn ông là không chung thủy, có tính gia trưởng Đó, thấy một chút. chưa? Hoàng, em muốn mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Dạ, em là muốn là một bạn nữ sẽ là có thiên về gia đình một xíu, là Thiên gia đình. biết nội trợ nấu ăn và là biết chăm sóc gia đình đó, phụng dưỡng người già ấy, như cha mẹ bạn nữ hay cha mẹ của nhà chồng à, là hơi vui vui tính một xíu ạ à, chứ không phải là ăn chơi quá, là phải biết giao tiếp giao lưu với bạn bạn bè một người xung quanh hoặc bạn của bạn hoặc bạn của em, bạn là phải cởi mở lại, hòa đồng một xíu ạ à, và biết việc tự lập, có thể có máu làm kinh doanh làm ăn một xíu ạ Rồi à. à, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xem có góp ý gì cho hai bạn không nha. Đúng rồi. Bên đây mình đi với ai vậy à, cưng? Dạ em đi với mẹ và em ạ. Dạ chào chị. Thì đến đây là chương trình là tôi cũng rất mừng. Vì là chương trình này tôi cũng thích và cũng động viên cho cháu đăng ký. Cháu Tường Vi thì có tính tự lập và rất thương người. Và rất là sống lễ phép với người lớn xung quanh. Mọi người rất thương và biết nấu ăn, cũng biết chăm lo cho gia đình. Về nhìn về cháu bên này thì tôi thấy là cháu cũng tốt, công việc thì cũng ổn định. Về tính gia trưởng thì theo cô là cái đó cũng không xấu, nhưng mà đều cái gia trưởng cái nào đúng, còn cái nào mà không nên thì mình cũng giảm bớt. Thì theo cô thì cô cũng ok, nhưng mà việc sau này thì do hai đứa quyết định. Dạ. À, cho một cơ hội để nếu được thì tốt, còn không là mình là bạn. Xin hết. Đây là em gái hả? Đây em họ. Em họ hả? Em theo em thì em thấy sao nè? Dạ anh thì em nhìn thấy là đẹp trai, cao. Rồi, cảm ơn em. Hoàng đi với ai? Dạ hôm nay em đi cùng với em gái em, cô bạn thân và các anh, người anh mà cũng như người thầy của em Em ạ. ruột hả? Dạ em gái rồi. Rồi, cho ý kiến em ruột cái đi.
Con chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Ừ. À, anh con thì cũng hơi gia trưởng một xíu ạ. Anh con cũng có tính tự lập từ hồi đi học tới giờ rồi chị cô ạ. Dạ, anh thấy chị bên này thì cũng xinh gái, nghề nghiệp của chị thì cũng ổn định rồi. Thấy hai người hợp không? Dạ, em thấy hai anh chị hợp với nhau ạ. Bây giờ thêm một người bạn. Người bạn đi, người bạn đi. À, dạ, xin chào MC Quyền Linh và cô Hồng Vân. Thì em là bạn thân của Hoàn thì cũng chơi với nhau rất là lâu rồi. Và Hoàn là một người rất biết lắng nghe và chia sẻ và góp ý với nhau trong công việc và cuộc sống. Em thấy bạn gái bên đây thì rất là dễ thương, rất là hợp với Hoàn luôn. Là mỗi người cũng khá nghiêng về gia đình, biết chăm sóc gia đình. Thì em mong rằng là hai người sẽ cùng nhau trong một cơ hội để tìm hiểu và đến với nhau. Mà sao tụi con thân thiết nhau từ lâu chưa? Dạ, chơi với nhau từ thời cấp 3 tới giờ là hơn 10 năm rồi ạ. Hơn 10 năm mà con xinh xắn như vậy, bạn đẹp trai kia mà không nảy sinh tình cảm luyến ái à? Ngay từ xuất phát điểm ban đầu là chỉ là bạn thôi, cho nên là sau này chỉ dừng lại mức độ bạn thôi chứ không có tiến xa hơn được ạ. Rồi, cảm ơn em gái. Dạ. Bây giờ thôi mình mở rào cho mở hai rào bạn đi. Gặp mặt coi gia trưởng thế nào nha. Hai bạn tự quyết định. Mở rào. Bắt đầu đi Hoàng. Chào anh. Dạ, chào em. Dạ. Em có món quà tặng anh. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Đến với chương trình thì em cũng có món quà tặng anh. Dạ rồi, em cảm ơn anh em. Mở ra xem. Dạ, để em mở. Cảm ơn em. Cái này là cà phê nhà em tự rang tự xay ạ. Dạ. Cà phê này là nhà anh trồng khá là nhiều ấy. Nhưng mà chưa có rang xay thôi. Nói chung Đà Lạt mà tặng cà phê cho Đắk Lắk thì giống như chợ củi về rừng. Chợ củi về rừng hả? Xin chào em. Thì dạ, chào anh. Sau qua cảm nhận anh nhìn em thì rất khá là xinh. Nói chung là mẫu người anh đang trước mắt là mình chưa biết có tình cảm không, nhưng hiện tại anh đang có cảm tình với em mà sau cái nhìn đầu tiên à. Dạ, em cảm ơn anh. Có giống như trong cái mẫu tưởng tượng của mình không? Dạ đúng ạ. Dạ. Đúng luôn hả con? Dạ. Hay vậy? Dạ vì vóc dáng và cách ăn mặc thì em thấy là vừa. Ôi con thì... bạn gái sao? Dạ, cảm nhận đầu tiên. Sau khi mở đèn thì nhìn anh đẹp trai hơn sự tưởng tượng của em ạ. Về nếu mà có dự định mà về Đắk Lắk ấy thì em có theo anh về đâu nếu mình tiến xa hơn? Dạ, nếu tiến xa hơn thì ở đâu mà lập nghiệp phát triển được thì em sẽ về theo quê trong ạ. Ok. Dạ. Thì em cũng là con Úc. Dạ. Dạ. Nếu anh ở xa như vậy thì em ở Đà Lạt thì bao lâu thì anh lên thăm em một lần ạ? Thì anh thì chắc khoảng 1 tháng hoặc 2 lần vậy đó. Đối với anh á thì anh không có quan trọng mình gặp mặt thường xuyên hay không, quan trọng là mình giờ mình có thể gọi nói chuyện, nhắn tin hàng ngày. Yên tâm, bạn gái làm ngành du lịch mà. Dạ. Book khách sạn này kia rồi nhanh lắm, chỉ cần thì book vé máy bay rồi đó. Vé máy bay lên là ở tại khách sạn đó luôn á. Đúng. Cho em hỏi là hồi hộp quá không quên. Anh có gì muốn hỏi em không ạ? Thì như em thì em đang làm chính thống công việc ở Đà Lạt ấy. Mình cũng ở anh ở Sài Gòn, mình ở hơi xa thì em có quan ngại gì không? Dạ em không ngại xa ạ. Quan trọng là tình cảm trong lòng. Mà cô thì... hỏi thiệt nè, con có ghen không? Dạ con sợ. Đó, con tính sợ. Con ghen dữ lắm con. À. Thấy chưa, sợ. Dạ. Là mình phải nói thẳng là mình sợ. Dạ. Con. Một khi đã xác định có bạn gái rồi ấy, mình toàn tâm toàn ý vào bạn gái, còn những người bạn thân của anh ấy, thì anh đều giới thiệu cho em biết hết và dạ. Có thể em tiếp xúc với bạn ấy, cách anh cư xử bạn đó như thế nào, có giao tiếp bạn như thế nào. Dạ. À, thì em yên tâm về vấn đề đấy. Thôi bây giờ mình giao lưu chút xíu văn nghệ cho nó lãng mạn chút xíu nào. Hoàng bước tới nắm hai tay cô gái, nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, nhìn sâu vào đôi mắt ấy để xem cảm xúc thế nào. Hát một bài hát nào đó. Bắt đầu đi Hoàng. Coi nó có gia trưởng gì không. Được rồi. Rồi, thì anh có chuẩn bị một bài, một đoạn thôi trong bài Suy Nghĩ Trong Anh á. Nhìn vào mắt cô gái hát, mình đang tặng cho nhau mà. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi, nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói. Chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ. Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi,
thì anh xin đưa xưa giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Chúng ta hướng mắt về phía trước. Bây giờ thì chúng ta có thể nói vui, có thể nói bất cứ điều gì, nhưng đã đến lúc mình cần lắng lòng mình lại, nhắm mắt xem nhịp tim của mình ra sao, rồi quyết định bấm nút. Cho con nói một câu được nữa không? Nói đi. Hoàng ơi, con cần nói gì nữa không? Dạ, con nói à. Nói đi con. Dạ. Thì con không biết thì mình, ông bà ta cứ có câu ấy, là gặp nhau là có duyên, quen nhau có nợ ấy. Thì hôm nay giữa anh và em ra đây là có duyên rồi, còn nợ không thì mình đã cho nhau cơ hội để mình tiến xa hơn ạ. Cho gì nữa, ta đã cho nhau rồi. Từ đời vua Hùng Dựng Nước tới giờ rồi. 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 Đấy, một bạn gái rất là hiền lành, xinh xắn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau, hãy cùng nhau vượt qua những cái chặng đường rất dài. Bây giờ thì bạn làm cái thủ tục đầu tiên đi nào. Hôn vào má bạn gái. Dạ, xin phép.